Mưa rơi không dứt trên mũ trùm đầu của một người đi bộ đường dài. Âm thanh ấy đã đồng hành cùng cô trong suốt 4 giờ đi bộ qua dãy núi Blue Ridge. Chỉ duy nhất mỗi âm thanh đó và tiếng giày chạm vào sỏi lạo xạo vang lên trong suốt hành trình. Và tất nhiên, điều đó chẳng ích lợi gì trong khi trời mỗi lúc một tối đi. Đến Blue Ridge đi, cậu sẽ thích đấy. Chúng ta có thể ra ngoài cùng nhau. Bạn cô ấy đã bảo như thế, nhưng rồi lại quay xe vào phút chót, khiến cô ấy phải mua một cái lều và túi ngủ vào sáng hôm đó. Giờ đây, khi bước đi dưới cơn mưa như chút nước, cô lại tự hỏi liệu chuyến đi đến Virginia này có xứng đáng hay không? Cơn mưa và bóng tối chiếm trọn tâm trí của cô, khiến cô không nhận ra được sự tồn tại của một người đàn ông. Cho đến khi anh ta đến gần, anh ấy không đi con đường giống cô đang đi, mà đi thẳng lên sườn núi bên phải. Anh ấy mặc một bộ áo mưa rách dưới, có lẽ do bị cành cây va quệt trong quá trình di chuyển. Bằng một tốc độ cực nhanh, anh ấy thu hẹp khoảng cách với cô. Thực tế là nhanh đến mức cô phải vội vàng tránh đi để cả hai không đâm sầm vào nhau. Cô vô tình vấp chân vào tảng đá và mất thăng bằng. Sự cố tiếp đất bằng xương cụt khiến một cơn đau âm ỉ bất ngờ chạy dọc toàn thân và khiến cô choáng váng. Trong lúc cô vẫn đang thở gấp vì cơn đau, người đàn ông chỉ đi ngang qua và không hề dừng lại. Anh ta băng qua con đường và sải bước lên bờ kè bên trái, biến mất vào khu rừng mà không thèm quay lại nhìn cô. Vào lúc ấy, cô lấy hết sức để gọi anh ta một cách phẫn nộ. Anh ta đã biến mất từ lâu. Tuy nhiên, hơi thở của cô ấy chưa hoàn toàn bình thường. Cô ấy bối rối nhưng vẫn đứng dậy, tiếp tục hành trình của mình. Tiếng cót két quen thuộc trong đôi ủng lại vang lên. Cô bước tiếp trên con đường mòn, trong khi nhịp thở vẫn chưa thể trở lại bình thường. Trong suốt một dặm tiếp theo, sự lo lắng vẫn thường trực trong cô. Đêm nay, cô sẽ cắm trại một mình. Có một cái túp xá ngay trên sườn núi mà cô có thể ghé đến. Có lẽ sẽ khá vắng, nhưng sẽ có vài người để bầu bạn ở đó. Điều cô ấy quan tâm chính là cô không muốn cắm trại một mình giữa rừng núi với những người đàn ông xa lạ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào như thế. Đông người vẫn an toàn hơn. Quả thật có một số người đã ở khu lều trại. Cô thấy có một nhóm nhỏ lều đã tập trung ở đó. Bên ngoài có một mái che nhỏ và bên dưới là ngọn lửa bập bùng. Những người cắm trại mà có mưa nằm co ro quanh ngọn lửa như một đàn bướm đêm ngập nước. Nhưng chiếc áo mưa của họ nặng trĩu trên vai. Dưới ánh sáng cam nhập nhọạm của ngọn lửa ánh lên những sắc màu kỳ lạ. Một anh chàng mặc áo khoác xanh gần đó đã ra hiệu với cô và bảo rằng ký túc xá đã đầy người. Rõ ràng rất nhiều người đã đến đây để tránh cơn mưa ngoài kia. Một số người trong số họ đã quá mệt mỏi và ướt sũng, không nói được lời nào, chỉ đi thẳng vào trong và ngồi xuống. Họ ngồi trong ấy chẳng khác chi những con cá mòi được đóng gói trong hộp. Anh ấy bảo nói mùi trong ấy thật khó chịu, thật khó có thể chịu đựng được. Thế nên hãy cảm thấy may mắn khi có thể đến muộn và cắm trại bên ngoài. Một cô gái trong nhóm đứng dậy và chỉ cho cô vị trí tốt, cao hơn một chút so với những vũng nước có nguy cơ biến bãi cỏ thành đầm lầy. Cô cảm ơn cô ấy và bắt đầu dựng lều của mình. Kết quả không mấy khả quan vì cô ấy chưa bao giờ dựng lều trong điều kiện thời tiết như thế này trước đây. Rõ ràng người thiết kế chiếc lều này hẳn chưa bao giờ cắm trại dưới mưa vì phần trong của lều phải được dựng lên trước khi cô lấy phần ngoài phủ lên. Vì vậy, căn lều của cô ấy đã bị nước mưa làm cho ướt sũng ngay trước khi sử dụng. Đúng là xui xẻo. Mặc kệ, cô ném chiếc túi của mình vào trong và vội vã quay trở lại bên đống lửa. Có khá nhiều người đang tụ tập ở đây. Hầu hết họ đều im lặng trong thế giới của mình, nhìn chăm chăm vào đống lửa và chỉ một số ít còn lại trò chuyện cùng nhau. Cô gái cũng như thế, cô không có nhu cầu trò chuyện, chỉ mong tận hưởng sự lặng yên để hơi ấm len lỏi sưởi ấm đầu ngón tay nhăn nheo trong không gian có sự bầu bạn của con người. Sau khoảng một giờ đồng hồ, anh chàng mặc áo khoác xanh hỏi có ai muốn nghe kể chuyện ma không. Ngay lập tức, bốn người la mắng anh ta đừng có làm những chuyện tầm phào. Ai cũng trưởng thành cả rồi nên đừng dùng những câu chuyện trẻ con như thế để lừa phỉnh nữa. Thế nhưng câu chuyện vẫn bắt đầu. Một người phụ nữ cất lời. Cô ấy kể về một người bạn cùng trường đã mất tích ở chính vùng núi này nhiều năm trước. Và một đêm vũ hội, anh ấy đã trượt chân khỏi đường và ngã xuống khe núi, nhưng không ai tìm thấy xác của anh ấy. Sau đó, như một phép màu, anh ta đã xuất hiện tại nhà bạn gái của mình vào đêm vũ hội năm sau với đúng trang phục đã từng mặc trong đêm mất tích. Nhưng lạ thay, khi bố mẹ cô gái đến đánh thức con dậy vào buổi sáng, anh ấy đã biến mất. Câu chuyện kết thúc và không ai cảm thấy đáng sợ. Một người khác bắt đầu với một câu chuyện khác, chủ đề cũng tương tự như thế. Chuyện là một người anh họ của anh ta đã từng mất tích khi chèo thuyền kayak. 10 năm sau, anh ấy xuất hiện tại một khu cắm trại vào lúc nửa đêm. Thành thật mà nói, không có câu chuyện ma nào đủ hay cả. Cô gái ngừng lắng nghe, tập trung trở lại vào ngọn lửa đang cháy. Cô không muốn, nhưng tâm trí của cô lại quay về hình ảnh của người đàn ông kỳ lạ trước đó. Cô bất giác dùng mình. Một người bên cạnh hỏi cô ổn không.
cô chỉ cười, bảo rằng nhiễm lạnh do mưa. Người đàn ông đó, điều gì nghiêm trọng đã xảy ra với anh ta sao? Một bộ áo mưa rách rưới đi trên một con dốc đáng sợ như vậy và hoàn toàn phớt lờ cô ấy. À không, không chỉ phớt lờ mà gần như đi xuyên qua cô. Cô có nên kể câu chuyện này cùng ai đó? Có lẽ anh ấy còn đâu đó ở ngoài kia. Cô gái ngồi thẳng lại, nhìn xung quanh, vừa định cất tiếng thì bỗng dưng nghẹn lại. Anh ta ở kia, ngồi cách cô hai người về phía trái. Cô vẫn nhớ như in hình dáng đó. Mưa vẫn nhỏ giọt từ mũ trùm và rơi xuống tay áo. Tuy nhiên, người đàn ông đó không nhìn cô. À không, phải nói đúng là anh ta không nhìn vào bất cứ điều gì, chỉ mải miết nhìn chăm chăm về phía trước, dán mắt vào ngọn lửa. Cô ổn không? Anh chàng mặc áo khoác xanh hỏi. Cô bình tĩnh trở lại và bảo rằng vẫn ổn. Một bầu không khí khó chịu bao trùm cả không gian, không ai biết nên nói tiếp điều gì. Âm thanh tiếp theo duy nhất là tiếng nổ lách tách của lửa trại và hơi thở của cô. Cô nghe thấy nhịp thở của mình tăng tốc trở lại, phổi ở trạng thái gấp gáp như trước. Sự căng thẳng ấy dường như đã ảnh hưởng đến chức năng hô hấp. Anh ta đang theo dõi cô sao? Cô tạm biệt mọi người và rời khỏi đống lửa. Cô gái đi về lều của mình, nhưng mỗi bước đi, cô ấy thấy phổi của mình ngày càng loạn nhịp. Hít vào, thở ra, đơn giản thế thôi. Một hơi hít vào, một hơi thở ra, vào bằng mũi, ra ngoài bằng miệng. Có phải anh ta đứng sau cô không? Là anh ta. Cô xoay người lại. Không phải. Anh ta vẫn ngồi ở kia, cùng với đám đông và nhìn chằm chằm vào ánh lửa, giống y hệt người phụ nữ bên cạnh anh ấy và đứa trẻ đi cùng. Thực tế là có đến hơn nửa số người ngồi quanh ngọn lửa không hề cử động. Họ cứ nhìn chăm chăm vào ngọn lửa như thế, không một tiếng nói, không một tiếng cười. Và điều kỳ lạ là có đến 11 người đang ngồi quanh đống lửa, nhưng chỉ có 5 chiếc lều được dựng lên ở đây. Một bóng người hiện ra từ bóng tối, đột ngột đến mức khiến cô giật nảy mình. Anh ta chỉ cách cô vài bước chân, nhưng cô lại không thể nhận ra cho đến khi anh ta đến gần. Người lạ này đi ngang qua cô, đến bên đống lửa và ngồi xuống vị trí mà cô ngồi lúc trước, vẫn im lặng và không một lời giới thiệu. Không hỏi liệu chỗ đó đã có ai ngồi chưa, anh ta chỉ ngồi xuống. Cô gái lặng lẽ quay trở lại bên nhóm người, nhưng ở lại phía sau và quan sát người mới đến. Anh ta giữ nguyên tư thế như những người kia, khi nhìn vào đống lửa với vẻ mặt trống rỗng. Anh chàng mặc áo khoác xanh chào đón vị khách mới. Anh choàng tay qua vai người lạ, hỏi rằng anh ấy liệu có ổn không, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng nặng nề. Sự lo lắng bắt đầu hiện lên trên nét mặt chàng trai và những người ngồi xung quanh đống lửa, nhưng phải nói chính xác là chỉ một nửa mà thôi, nửa còn lại vẫn tiếp tục duy trì vẻ mặt cô hồn. Những khuôn mặt ấy kỳ lạ vô cùng, không chỉ làn da ướt nhẹp bởi nước mưa và sự lạnh lẽo, mà còn có chút gì đó phập phồng và vàng vọt, tựa hồ như một lớp nhựa mỏng cuốn chặt quanh một miếng thịt đã dần mục ruỗng. Đột nhiên, chàng trai mặc áo khoác xanh đứng bật dậy. Tôi đi ngủ đây, anh thông báo với giọng hơi nghẹn ngào. Sau đó, anh chạy loạng choạng rời khỏi lò sưởi. Cô gái đuổi kịp và nắm lấy tay anh ta. Anh quay lại và nhìn cô chằm chằm với đôi mắt dại ra, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi quay đi, hướng đến cánh cửa. Từ phía sau, cô gái nghe thấy tiếng động của những người khác, cũng bắt đầu đứng dậy và rời đi. Ngay cả những người lạ với làn da kỳ lạ cũng thế. Cô vội đi tìm anh chàng mặc áo khoác xanh và xin anh ta cho mình trọ cùng qua đêm. Cô không cảm thấy an toàn ở đây nữa. Thế nhưng, anh ta chỉ lắc đầu với cô, miệng im lặng và mắt thì chân chân nhìn vào vị trí trên vai cô. Cô quay lại, bắt gặp người đàn ông vừa mới đến ban nãy. Anh ta ở ngay sau cô, cách gương mặt cô chỉ vài cm. Và rồi, một thứ mùi không quá nồng nặc nhưng chắc chắn đó là mùi thịt thối. Như thể cái mùi thoát ra từ một thùng rác đã được đậy nắp. Tuy nhiên, người lạ không nhìn cô. Anh ta giơ một cánh tay, lười biếng đẩy cô ra, mắt dán chặt vào cửa ký túc xá. Chàng trai mặc áo khoác xanh buông xuống sự trấn tĩnh giả vờ và bắt đầu chạy đến cửa. Anh ta lao vào, đóng sầm cửa lại sau lưng. Người lạ tiếp tục đi đến tận ngưỡng cửa, sau đó dừng lại. Một người lạ khác tham gia cùng anh ta, sau đó là người lạ với bộ áo mưa rách nát, rồi những người khác nữa. Bảy bóng người đứng trước cửa, không gõ cửa, la hét hoặc làm bất cứ điều gì cả, chỉ kiên nhẫn chờ đợi như thể sẽ có người đến và cho họ vào. Cô gái đứng bất động, cô nín thở. Có lẽ họ đã quên rằng cô cũng đang ở đây. Cô liếc nhìn xung quanh và nhìn về phía ngọn lửa. Những người khác dường như không biết phải làm gì. Tất cả bọn họ đang muốn chạy trốn, nhưng không biết phải trốn như thế nào, vì những người lạ không làm gì cả, không làm hại họ mà chỉ đứng trước cửa ký túc xá và nhìn vào chằm chằm mà thôi. Cô gái nín thở, bò trở lại đống lửa, nơi đang có hai cô gái và hai chàng trai khác. Tất cả đều chung trạng thái im lặng và nhìn đầy sợ hãi.
Có khi nào họ đang phản ứng thái quá không? Có lẽ họ đang phản ứng thái quá. Có thể những người lạ này không nói được tiếng Anh. Có lẽ họ chỉ kiệt sức vì thời tiết ẩm ướt và hành động như người mê sảng mà thôi. Có khi nào tất cả chỉ là một trò đùa? Có thể lắm chứ. Một khoảng thời gian sau đó, 5 người bọn cô cứ đứng mãi quanh đống lửa như thế, trong khi những người lạ thì cứ sừng sững đứng trước cửa, không ai lên tiếng, không ai di chuyển. Cọn lửa dần tắt, những người lạ vẫn hoàn toàn bất động, nhưng không có gì xấu xảy ra, không ai bị tấn công, không ai gặp nguy hiểm. Sau tất cả, có lẽ họ đang phản ứng thái quá. Mệt mỏi ập đến, có lẽ cũng 2 hay 3 giờ sáng gì rồi, phải chăng nên ngủ đi thôi. Những người lạ đó, kỳ lạ là họ không thực sự làm gì cả. Lẽ nào chỉ cần vào lều và đi ngủ, sáng mai họ sẽ biến mất. Một kế hoạch đã được thống nhất thông qua những lời thì thầm. Cô gái tình nguyện đi cuối đoàn người, trong khi những người khác lần lượt vào lều thì cô đứng quan sát. Không ai trong số 7 người đứng ở cửa di chuyển cả. Họ chỉ kiên nhẫn chờ đợi ở đó, chờ để được vào trong. Cuối cùng, cũng đến lượt cô gái. Bằng tốc độ nhanh nhất, cô mở khóa cửa lều và chui vào trong. Khóa kéo tạo ra tiếng to hơn nhiều so với cô tưởng. Chiếc lều mới ngu ngốc này. Và khi khép lại cửa lều, cô nhìn thấy người lạ trong chiếc áo khoác rách đang quay lại nhìn mình. Nhưng sau đó, lại chẳng có gì xảy ra cả. Và rồi, xuyên qua tấm vải lều, một âm thanh vang lên giữa tiếng mưa rơi lộp bộp. Tiếng bước chân. Một cái bóng đổ xuống lều, khóa kéo từ từ được kéo mở. Gió mưa thổi vào, mang theo mùi thịt thối. Kẻ lạ mặt ấy cúi xuống chui vào trong lều. Không đủ không gian cho 2 người, nên anh ta gần như bò lên đùi cô. Mặt chỉ cách mặt cô vài cm. Và nhìn cô gái bằng ánh mắt trống rỗng, vô hồn. Lúc bấy giờ, nhịp thở của cô trở nên gấp gáp. Toàn bộ cơ thể cô co giật và sộc thẳng vào mũi là thứ mùi kinh khủng đó. Lại có thêm tiếng bước chân. Cả chiếc lều lay động mạnh mẽ khi một người lạ khác bò vào. Anh ta đặt lòng bàn tay nặng nề, nhớp nháp trực tiếp lên cánh tay cô, lơ đãng đè cô xuống. Khi đã vào trong, giống như những người lạ mặt khác, anh ta chỉ dừng lại và chờ đợi. Người thứ ba tiếp tục vào lều. Cô gái lúc này đang nằm ngửa, nửa người bị đè xuống, không còn nơi nào để cô trốn chạy, không còn chỗ trống trong lều, không có không khí để thở, không có gì ngoài những người lạ này. Những bước chân bao quanh cô, tiếng la hét từ những chiếc lều khác, khóa kéo mở rồi im lặng, không có gì ngoài tiếng mưa rơi, khi 5 người cắm trại nằm đó bị bao vây bởi 7 người lạ mặt này. Hít vào, thở ra, hít vào, thịt thối, thở ra. Cô gái nằm đó hoàn toàn bất động khi hết cơn hoảng loạn này đến cơn hoảng loạn khác. Tuy nhiên, những người lạ trong lều không làm gì cả. Thời gian dường như chững lại. Cô không biết đã bao lâu rồi, nhưng cứ sau một thời gian, một loạt bước chân mới sẽ cố tình tiến đến lối vào lều của cô ấy, và một bóng đen mới sẽ tham gia cùng đội quân đang bao vây cô. Bao nhiêu người rồi? Cô gái đếm số người thông qua ánh lửa. 9 12. Bằng cách nào đó, ngọn lửa ngày càng sáng hơn. Thậm chí cô có thể cảm thấy được hơi ấm của nó ngay cả từ đây. Nhưng không, nó quá sáng, quá ấm áp. Nó không thể chỉ là từ ngọn lửa. Ngoài ra, không có ai đang giữ cho ngọn lửa cháy cả. Bất chợt, tiếng la hét bắt đầu. Ban đầu chỉ là một vài tiếng la hét bị bóp nghẹt, sau đó tăng lên thành tiếng la hét chói tai trong vài giây. Trong vòng một phút, âm thanh của một mái nhà sụp đổ. Tia lửa rơi xuống lều và tạo thành những lỗ nhỏ trên vật liệu. Ký túc xá đang cháy. Cô gái muốn lao ra khỏi lều và chạy đến tìm giúp đỡ, nhưng những người lạ đã bao quanh cô, đè cô xuống và không có một kẽ hở nào để thoát ra. Mùi hôi thối vẫn quanh quẩn trong không gian chật hẹp. Cô chớp mắt, họ biến mất. Áp lực trên cánh tay của cô không còn nữa. Cái bóng đen trên lều đã biến mất, chỉ còn lại ánh sáng từ ngọn lửa và mùi vẫn phảng phất trong không khí. Cô gái thở hổn hển để không khí tràn vào phổi. Cô lao ra khỏi lều nhưng đã quá muộn. Ký túc xá đã bốc cháy dữ dội ngay khi mặt trời ló dạng và những giọt mưa cuối cùng rơi xuống chân cô. Sáng hôm sau, cô gái thấy mình đang đứng trước ngay giữa SCP-1102. Bạn thấy đấy, dị thường đặc biệt này hoàn toàn không phải là một sinh vật như bạn nghĩ, mà là một khu vực trong dãy núi Blue Ridge ở Virginia, Hoa Kỳ, là một khu vực địa lý được biết đến với sự kiện siêu nhân kỳ lạ nhưng vô hại. À thì về cơ bản là vô hại. Hiện tượng ấy chỉ xảy ra vào ban đêm và trong thời gian mưa hoặc tuyết ở một khu vực ngẫu nhiên trong dãy núi Blue Ridge. Tất cả các xác chết trong khu vực đó sẽ sống lại. Tuy nhiên, đây không phải là sự hồi sinh đơn giản. Các cơ thể không đột nhiên bật dậy khỏi mặt đất. Thay vào đó là các bản sao những cơ thể đó xuất hiện. Mặc dù những bản sao này khá giống với bản gốc, nhưng chỉ khi ở xa thôi. Bởi lúc đến gần, các đặc điểm khác biệt sẽ bị lộ rõ.
Da là thứ dễ nhận thấy đầu tiên, trông hơi xấu đi và khác màu so với người ban đầu. Tuy nhiên, sự khác biệt rõ ràng nhất là ở hành vi. Các xác chết được tạo ra trong hiện tượng SCP-1102 thiếu chức năng não đầy đủ. Mặc dù các nghiên cứu đã tìm thấy những hoạt động chập chờn xảy ra giữa các tế bào thần kinh, nhưng nó vẫn chưa đủ để duy trì tư duy trí thông minh. Những cơ thể này thấy được mình bị thúc đẩy bởi một mong muốn đơn giản và rất con người. Họ muốn bầu bạn. Thường thì những xác chết này sẽ có xu hướng tìm đến những người cùng giống loài. Ngoài nỗ lực này, người ta biết rất ít về động cơ của họ. Khi ở trong nhóm, họ không kiếm ăn, sinh sản, tìm kiếm sự thống trị hoặc thậm chí không đưa ra bất kỳ tương tác xã hội nào. Họ chỉ quay lại điểm gần nhất với thế giới văn minh mà thôi. Khi mặt trời mọc, sau sự kiện của SCP-1102, mọi xác chết biết đi sẽ biến mất mà không để lại dấu vết nào. Tất nhiên trừ khi bạn tình cờ ngửi thấy mùi thịt thối trong chiếc lều mới toanh của mình. Chuyện xảy ra ở ký túc xá, nơi dãy Blue Ridge là một sự cố đáng tiếc. Ngọn lửa bắt đầu không liên quan gì đến SCP-1102. Tất cả những gì xảy ra là anh chàng mặc áo khoác xanh. Vì cảm thấy quá sợ hãi trước những người lạ mặt đứng bên ngoài, nên anh ấy ngồi sát vào một trong những lò sưởi bên trong. Và vô tình, áo khoác của anh ấy bắt lửa. Khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng cứu hộ tìm thấy 8 thi thể bên trong, thấp hơn nhiều so với công suất tối đa của ký túc xá. Gần như những người khác chen chúc bên trong tòa nhà đó đã biến mất một cách bí ẩn. Tất nhiên, giữ một SCP như thế này tránh xa tầm mắt của người dân không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Hầu như không thể quản thúc một hiện tượng địa lý dường như ngẫu nhiên nếu không phong tỏa toàn bộ dãy núi. Thay vào đó, một nhóm các chuyên gia đã dành vài năm để điều hành một hoạt động thông tin, lấy sự thật của những sự kiện này và biến chúng thành những câu chuyện ma sáo rỗng, đại loại như câu chuyện được kể xung quanh lửa trại. Vì vậy, lần tới khi bạn ngồi đối diện với ai đó đang nướng kẹo dẻo và kể cho bạn nghe về một người bạn mà họ từng có, điều đó có thể đáng để bạn chú ý. Bạn không bao giờ biết được liệu ai sẽ đến ngồi cạnh mình đâu. Còn bây giờ, hãy xem một video khác từ hồ sơ của tiến sĩ Bob, chẳng hạn SCP-3998, mụ phù thủy xấu xa bất tử, để biết những tàn dư đáng sợ của quá khứ. Và hãy đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một dị thường nào khi chúng tôi ngày càng nghiên cứu sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.